Everybody's trying to be a billionaire, but every time I look at you, I just don't care. Cause all I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah, is somebody to you. 다 bao giờ đột nhiên có những ngày bạn thấy nhìn đâu cũng áp lực và bạn thật sự mệt mỏi với nó. Bạn tự hỏi tại sao bạn phải cố gắng nhiều như thế? Tại sao bạn phải làm nhiều việc như vậy trong khi bạn cũng chỉ ăn 3 bữa một ngày và ngủ 6 tiếng, thậm chí có những hôm còn không được ngủ bởi vì công việc. Trong suốt 10 năm đi làm, mình cũng từng có rất nhiều lúc như thế. Nhưng mình luôn nhớ một câu mà bạn mình thời sinh viên đã từng nói với mình: không phải vì tao không mệt, mà bởi vì ở đây tao kiếm 10.000 dễ hơn mẹ tao ở quê kiếm 1.000. Mình không biết các bạn thì như thế nào, nhưng câu nói này thật sự rất là ám ảnh đối với mình. Mỗi lúc mà khó khăn, mỗi lúc mà stress trong công việc, mình lại nghĩ đến nó và nghĩ đến mẹ mình. Động lực đấy với những bạn nhà giàu có thể không là gì, nhưng với những đứa xuất phát điểm nhà nghèo như mình và bạn mình, nó thật sự có giá trị. Nhìn một người thành công, bao giờ chúng ta cũng thấy họ giàu, giỏi và xịn, nhưng họ sẽ không kể cho chúng ta nghe về những vất vả khó khăn họ đã từng đi qua. Thế nên bạn ạ, thành công nào cũng đắt đỏ cả thôi. Hôm nay bạn cố gắng 1 lần hay 10 lần thì hãy nhớ rằng ở ngoài kia có những người đang cố gắng 100 lần, 1.000 lần. Nếu như mà chúng ta không lớn lên trong một gia đình giàu có và có một vẻ ngoài xuất sắc, vậy thì chúng ta cần sự kiên trì và sự nỗ lực các bạn ạ. Chúng ta cần phải cố gắng, kể cả khi hoàn cảnh nó không cho phép chúng ta. Nhưng mà phải vượt qua cái điều đấy thì chúng ta mới cảm nhận được một điều rằng tất cả mọi thứ nó đều có cái giá của nó hết. Đôi khi sinh ra thiệt thòi một chút, nó lại là một cái bàn đạp rất là lớn để chúng ta nỗ lực. Trời mưa mà không có ô ấy thì phải đi nhanh hơn, chạy nhanh hơn. Không có người chống lưng cho ấy thì từng bước đi phải thật cẩn trọng. Cuộc sống này là như vậy. Nếu như mà chúng ta không có gì cả, chúng ta phải dựa vào chính bản thân mình. Phải cố gắng nhiều hơn người khác rất một sự thật là bạn chăm chỉ hơn, bận rộn hơn không hề đồng nghĩa với việc bạn năng suất hơn. Ý năng suất là phải như thế này, nhưng sau một khoảng thời gian dài trượt dốc thì mình nhận ra nó thực tế là như thế này. Năng suất không phải là bạn cố gắng hoàn thành nhiều việc nhất có thể, mà là thế này: để không phí phạm thời gian và sự chăm chỉ thì mình đã tăng 50% hiệu suất nhờ: 1. Lên to-do list cụ thể từng ngày. 2. Ưu tiên những việc quan trọng. 3. Loại bỏ mọi sao nhãng. 4. Mạnh dạn nói không, khi học ra học, lúc chơi ra chơi. 5. Có những khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn. Các bạn có thể áp dụng phương pháp Pomodoro, ví dụ trong lúc tự học. Thay vì cố gắng làm thật nhiều đề toán trong cùng một buổi chiều, thì mình chọn cách học online ở một group miễn phí, nhưng tập trung 100% trong lúc học, và học xong thì cũng thấy chữa đề luôn. Đảm bảo là sẽ ghi nhớ x3 lần so với bình thường nhé. Sau giờ học thì mình tranh thủ vừa nghe một bài nhạc, vừa lưu luôn file tài liệu mà thầy tặng vào máy. Đã hiểu kỹ rồi, nên mình không mất nhiều thời gian nghiên cứu lại tài liệu, chỉ việc xây lại khi nào quên thì ngó qua thôi.
Tell me why you're hurting, dear. You don't gotta hide your tears. I only wanna hold you near, so you can put all your weakness on this time. You don't even have to try. I'm here to walk you through this life, so you can put.